tiết lộ mới nhất Adolf Hitler thực sự đã chết vào năm 1945. Quý vị thính giả thân mến, Adolf Hitler chắc chắn đã qua đời vào năm 1945 tại Berlin bằng chất độc cyanide và một viên đạn vào đầu. Theo tuyên bố mới đây của các nhà nghiên cứu người Pháp, những người được tiếp cận với các mẫu răng của nhà độc tài năm xưa. Các mẫu răng thật không có gì để nghi ngờ. Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng Hitler đã chết vào năm 1945. AFP dẫn lời giáo sư Philippi Charlie nói, chúng tôi có thể sớm chấm dứt toàn bộ thuyết âm mưu về Hitler. Ông ta đã chạy trốn sang Argentina trong một chiếc tàu ngầm, không ở trong một căn cứ bí ẩn ở Nam Cực hay ở nơi nào đó trên mặt trăng. Nghiên cứu trên được Charlie cùng 4 nhà nghiên cứu khác công bố hôm ngày 18 tháng 5 trên tạp chí Nội khoa châu Âu. Vào tháng 3 và tháng 7 năm 2017, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB và các kho lưu trữ của nhà nước Nga đã ủy quyền cho một nhóm các nhà nghiên cứu kiểm tra các mẫu xương của nhà độc tài lần đầu tiên kể từ năm 1946. Đội nghiên cứu của Pháp được tiếp cận với mảnh sọ của Hitler, trong đó cho thấy vết thương được gây ra bởi đạn. Mẫu vật này được cho là hoàn toàn trùng khớp với hình thái hộp sọ của nhà độc tài người Đức trong bản chụp X-quang trước khi qua đời một năm trước đó. Nếu nghiên cứu này được chấp nhận rộng rãi, tuyên bố về việc Hitler đã chết vào ngày 30 tháng 4 năm 1945 trong hầm ngầm ở Berlin sẽ là điều không còn bàn cãi. Nhà nghiên cứu Charlie nói, chúng tôi không biết ông ta dùng chất độc để tự sát hay tự bắn vào đầu, cũng có thể là cả hai. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiều khả năng Hitler đã bắn vào cổ hoặc trán thay vì miệng. Tương tự như vậy, trên răng giả của Hitler cũng cho thấy phản ứng hóa học giữa cyanide và phần kim loại của răng giả. Các nhà nghiên cứu kết luận, dù đã tự kết liễu cuộc đời suốt hơn 70 năm qua, nhưng cái chết của trùm phát xít Đức vẫn trở thành đề tài tốn giấy mực của giới truyền thông. Nhiều thuyết âm mưu cho rằng người tự sát năm đó chỉ là thế thân và Hitler thật đã trốn sang Argentina, sống cuộc đời thầm lặng trước khi qua đời cách đây không lâu.